Phỏng vấn coi. Giới thiệu coi bạn tên gì, bạn đến từ đâu, bao nhiêu tuổi nè? Em tên Hoài Thanh, em đến từ Sài Gòn. Tôi nghe tin là bạn đăng ký Ocean Man bao nhiêu cây đây? Dạ em đăng ký 12 cây anh. Cảm giác thế nào mà bây giờ là anh bị lừa dối? Rất là thất vọng nhưng mà vẫn tuy nhiên em không phải là dân bơi phong trào cho nên em vẫn ra biển muốn tập okay. Đúng rồi anh em. Luôn ở trong tim nè. Mà nếu như mà bây giờ nói có tổ chức lại thì ở Việt Nam thì anh em có tham gia không? Không chứ. Ơi. Ủa, không hả? Nó dính đến chính trị rồi, không tham gia được đâu. Không hả? Dính nhầy á. Dính đến chính trị rồi dở quá hả? Nếu mà tổ chức lại được có nghĩa là nó không dính chính trị nữa. Thì chơi thôi. Anh em nghĩ là nó có trả tiền không ta? Trả tiền nha anh. Rất là khó trả tiền. Tại vì chi phí nó đã sử dụng gần hết rồi. In áo này, in bếp này, huy chương đồ á. Nó khó để trả tiền hả? Vậy thì phải ship huy chương với áo nó lại chứ. Mà bán shopee hết đi, mình mua không? Hello. Ủa, chị có đăng ký Ocean Man không? Có, bị hủy rồi, buồn bị tắt rồi đúng không? Quá buồn luôn không? Quá buồn, tốn một đống tiền, xuống đây Ocean Man Vũng Tàu có đặt khách sạn gì chưa hay là? Có mà phải hủy rồi mà vẫn gần phải như mọi thứ là. Chị đăng ký bao nhiêu cây? 2 cây. À 2 cây. Mới đi mà 2 cây thôi. Ủa, đây là cô giáo, đây là học viên hả? Học viên đó. Wow, hôm nay là mệt nha. Cái góc quay ở trên cao đó, nó phản ánh rất là nhiều vấn đề. Thì anh cố gắng anh quay những chị em nhiều hơn. Thì không biết là có đẹp hay không, tại vì do mình bơi nữa hay không. Em bơi 20 cây số mà em không phỏng vấn, mà em phỏng vấn có 10 cây với 12 2 cây. 20 cây. 20 cây nè. Không chung bơi 20 cây chuẩn bị đi Ocean World luôn. Ok, gần như đủ đó, bây giờ mình tập trung mình chụp một tấm hình rồi mình xuất phát thôi anh em ơi. Flycam kìa. Mình chia hai nhóm đi. Thì tốc độ là em bây giờ tao quên là tên. Mấy Hương đi đi thành một cặp. Mình đến cái cờ cuối cùng. Còn lại là ba bạn này sẽ đi thành một cặp. Em nữa hả? Cuối cùng là cái cờ nào của chị? Đó cái cờ, chị nhìn cái cờ đỏ không? Đây là cái cờ đỏ sai nhất là cuối cùng. Đúng rồi. Gần lắm. Trời ơi tụi em mới ơi qua tới chỗ cái gần hào á. Till the end of time, 'cause I know that it might be over after tonight. So before I change my mind, your hands around my waist, just let the music play. Like the drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine, baby, just hold me tight. Like the drug, I am hooked on you, and that makes me say. Anh
Anh Hoàng anh kêu là sighting theo vision. Anh Hoàng anh kêu là sighting theo vision. Fusion là cái tòa nhà khách sạn kìa. Không biết sao, khúc đẹp hoàng hôn đẹp rất đẹp là có muốn mọi người bơi ngang qua đây nè. Bơi bơi lại đúng không? Bơi bơi dần dần lại. Bây giờ có làm lại được không? Có đây tới đâu bơi lại. Bơi giờ mình có bị đầu á, mình ra mình sẽ đi lắm. Nên là mình phải đi đi dần dần, tức là mình sẽ đi trước. Xong cái lên đường hết vô bò. Lên chi? Thì nó sẽ quay. Mày ơi, xiết chân quá. Cái này là lúc mà bơi ngược vậy á, sống là bơi xiết chân quá. Giờ bơi ra đó xong rồi mày nghĩ làm sao mà anh em tập trung bơi một lần á qua cái khúc này cho tao. Rồi sao bơi sao bơi sao bơi sao qua cái ánh mặt trời nè, cái trời màng vàng nè, mà sẽ quay sát mặt nước luôn. Người đúng không? Ok ok. Anh em ra bơi làm sao mà cho nó còn gọn gọn thế là được. Chị đâu á chị? Một lần thôi nha diễn viên gì bơi ngoài vô không cho vô từ nhớ nha, đợi xíu em đẩy cái thuyền ra. Bơi quẩn cho vô má ơi. Ồ, có bộ. Cái vô, 3 2 3, 1, go.